ngày 8 tháng 4 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng 3 Canh Tý. Bần nữ mừng chư hiền đệ muội. Ngũ hành xoay chuyển giữa trời nhung, nương bóng chí linh hiệp cửu trùng, liễu phận hoa nhường khi thẹn nguyệt, hạnh tài khoe sắc trước thiên cung. Bần nữ ngóng đợi ngày thiết đàn để tâm sự cùng chư hiền, cũng nửa tuần trăng, bần nữ ban bình an cho chư hiền. Bần nữ đã mấy lần nhập trần để xây dựng nền công nghiệp, chăm lo cho bách tính, chẳng phen nào than khổ, lại còn phụng sự lo liệu cho lịch sử Đại Việt. Rồi phận nữ nhi phải vẹn toàn bổn phận, tam tùng tứ đức, chẳng để tâm mến mùi phú quý. Việc thiêng liêng cao cả lắm vậy, mà chư hiền ngày ngày thoảng mõn dành nhau miếng đỉnh chung, hễ chú việc khó rồi lại kêu trời, than đất. Vậy là hành tu há chư hiền? Tâm đạo một lòng chớ để vơi, ai kia chưa thấu hết từng thời, may duyên gặp đạo đem trân quý, chẳng miếng đỉnh chung vướng nợ đời. Cứ mãi đua phen vinh hoa, thì chư hiền chẳng thể nào khôn ngoan cha đặng. Cây như ý, bần nữ dẫn hồn thượng tấn, chứ chẳng đem gõ đầu chư hiền để chư hiền thông minh sáng dạ nghe. Thời chuyển pháp, chúng sinh chẳng thoát đâu cho khỏi đại nạn hồng trần. Ngoài kia lắm kẻ bỏ mạng, nhưng mấy ai đến được cung diêu hay trước cửa bạch ngọc. Chư hiền phải gắng sửa mình cho trong sạch, thì mới đến hầu bạch ngọc nghe. Phận nữ nhi cũng lắm thiệt thòi, nhưng cũng phải gắng sức tạo lập công nghiệp. Sau này về thiên liêng sẽ được bù đắp xứng đáng.